Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu sản phẩm mình nha bạn. Đầu tiên mình sẽ tô đầu con lạc đà. Chào 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 Tiếp theo mình sẽ tổ về trần mình sẽ tiếp tục tổ phần biếu thua con lạc đà. Mình sẽ tô phần lưng loan 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 quay quan 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 theo mình sẽ tổ khoan đuôi khoan khoan mình sẽ tổ chân chu chu chua chuôi chuan chuôn chu chu chua chuôi chuan chuôn chuan chuan chuôn qua 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 như vậy là video của mình đã kết thúc như vậy rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê
đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Rồi đây thì xả cái để đó, không phải vứt đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Rồi mình sẽ tô con mèo các bạn ạ. Thế đó, giờ cấm mặt là được á. Tô cái đầu con bò tót rồi được không? Mày đi. Rồi mình sẽ tô cái thân con mẹ nha các bạn ơi.